Chào các bạn. Trên tay tôi đây là hộp Escobox, một sản phẩm của công ty công nghệ Suga. Escobox là một dạng Android box giúp các bạn biến một chiếc TV bình thường thành Smart TV. Nghĩa là ngoài việc các bạn coi những kênh truyền hình bình thường ra, thì các bạn có thể sử dụng, tải và sử dụng những ứng dụng trên Google Play giống như là một chiếc smartphone này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi bên trong chiếc hộp Escobox này có những gì. Escobox nhỏ gọn, màu trắng, khá là đơn giản. Ở mặt sau chúng ta có cổng AV, cổng HDMI, cổng cáp mạng, cổng nguồn, một cổng USB. Và phần bên hông này chúng ta sẽ có thêm một cổng USB và một cổng SD card để giúp tăng dung lượng của Escobox. Sách hướng dẫn, cáp HDMI, cáp AV, nguồn, remote. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiếc Escobox này hoạt động như thế nào. Sau khi lắp đặt xong, bây giờ chúng ta sẽ khởi động Escobox. Như các bạn thấy, quá trình khởi động Escobox hơi lâu một xíu. Và đây là màn hình chính của chúng ta. Trên màn hình chính hiện tại có 4 ứng dụng. Đầu tiên là Google Play, Escobox Movie, Escobox Stars, Escobox TV. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ Escobox Movie trước. Lót danh sách phim khá là nhanh. Tôi thấy ở đây có rất là nhiều phim hot được cập nhật. Tôi sẽ thử một phim trước, Run All Night. Trên màn hình hiển thị hai mục, đó là mục sub, mục về sub và sub tiếng Anh. Bên này là có hai chế độ HD720 hoặc 1080. Tôi sẽ chọn việc sub HD720 trước. Tải phim khá là nhanh. Chất lượng hình ảnh khá là tốt. Ok, khi tôi vừa mới tua qua một đoạn phim nhưng vẫn không có tình trạng bị giật lắc, delay khi mà tua qua phim. Âm thanh cũng khá tốt. Back ra và lại lần nữa. À, khi các bạn đang xem dở một bộ phim và background phát ra, bây giờ tôi mở lại thì Escobox hỏi là muốn coi tiếp tục hay là quay lại từ coi lại từ đầu. Ok, đây là một tính năng rất là hay. Tôi sẽ chọn tiếp tục để coi tiếp đoạn phim vừa rồi. Rất là mượt. Giờ tôi chọn xuống chế độ là 1080 và sub tiếng Anh. Và chế độ 1080 thì phim cũng loát rất là nhanh. Như vậy, đây là một ưu điểm rất là tốt. Back track.
Tôi thấy ở trên đây có một mục là tất cả. Ok, đây là một menu giúp các bạn tìm kiếm phim nhanh hơn. Tìm kiếm theo thể loại, có sắp xếp rất là nhiều thể loại ở đây và các bạn có thể tùy chọn những thể loại mà mình thích. Mới nhất, sắp xếp. Ứng dụng thứ hai của Xbox đó là SG Store. Chúng ta thấy hiện tại SG Store còn rất là hạn chế về ứng dụng. Theo tôi được biết thì SG Store là cửa hàng giúp cho các developer, các nhà phát triển ứng dụng trên Smart TV, những phát triển ứng dụng cho Android Box. Đây là phiên bản đầu tiên nên chắc là còn ít ứng dụng. Hy vọng là trong thời gian tới, Suga cũng như là những nhà phát triển sẽ có nhiều ứng dụng hơn trên SG Store. Thứ ba đó là SG TV. SKTV là danh mục gồm các kênh truyền hình trong và ngoài nước. Số lượng kênh ở đây chắc là khoảng 40 kênh. Tôi sẽ thử một kênh trước đi. VTV1. Tốc độ chuyển tải dữ liệu nhanh, okay. Cập nhật thời gian khá là đúng so với truyền hình trực tiếp. Ok, tôi sẽ thử một kênh khác coi. Chưa là TV. Load rất là nhanh, rất là tuyệt vời. Chúng ta vừa lướt qua ba ứng dụng chính của SG Box là SG Movie, SG Store, SG TV. Còn một ứng dụng nữa đó là Google Play. Thì tôi không biết rằng là Google Play trên chiếc SG Box này có khác gì Google Play trên những chiếc smartphone hay không. Chúng ta sẽ cùng thử. Để cho thuận tiện, tôi đã cài đặt thêm bàn phím và chuột. Tôi sẽ thử đăng nhập tài khoản đây. Như tôi thấy thì đây là ứng dụng Google Play phiên bản cũ. Không sao đấy. Tôi sẽ thử một ứng dụng trên Google Play. Trò chơi phim phổ biến, tôi sẽ chọn Candy Crush. Tôi sẽ tìm thêm một ứng dụng nữa. Tôi chọn Subway Surfers. Cài đặt. Tách ra. Như các bạn thấy ở đây, đây là danh mục các ứng dụng đã được cài đặt. Và hai ứng dụng tôi vừa cài đặt là Candy Crush và Subway Surfer. Tôi sẽ thử Candy Crush trước. Thank you.
khác như trên trên Facebook hết. Tap play. Như các bạn thấy thì nãy giờ tôi đã tap rất là nhiều lần trên màn hình, tôi đã click rất là nhiều lần nhưng mà không thể vào play được. Có nghĩa là các ứng dụng trên Google Play sử dụng trên Android Box, cụ thể hơn là Xbox, thì không hẳn là tất cả các ứng dụng đều có thể sử dụng như trên smartphone được, mà vẫn còn một số ứng dụng không thể sử dụng được. Ok, play back ra. Chúng ta vừa mới trải nghiệm qua ứng dụng Google Play. Không hẳn tất cả các ứng dụng đều sử dụng được của Google Play đều sử dụng được trên Xbox. Có lẽ đó vẫn còn một nhược điểm, cũng một phần là do đây là Xbox chứ không phải smartphone, nên cũng không hoàn toàn là sử dụng được hết các ứng dụng đó. Ở trên góc phải bên trên này, ta thấy có ba cái icon. Đây là icon cộng thêm, đây là icon menu và icon cài đặt setting. Icon cộng thêm, icon cộng thêm này có nghĩa là các bạn sẽ đưa thêm những ứng dụng khác ra ngoài màn hình chính để tiện sử dụng. Tôi vừa chọn thêm 3 ứng dụng, đó là Candy Crush, Subway Surfer và Zing MP3. Ngay khi nhấn OK đã được cập nhật trên màn hình chính đây để thì các bạn sử dụng. Rồi, đây là menu. Và menu chắc hẳn đây là toàn bộ những ứng dụng mà chúng ta đã cài đặt rồi. Không có gì để chọn hết. Về phần cài đặt, ở trên phần cài đặt này tôi thấy có hai mục, đó là Wi-Fi và Internet. Điều này có nghĩa là các bạn có thể sử dụng Xbox kết nối Wi-Fi để truy cập, hoặc là sử dụng dây mạng. Ngoài ra các danh mục còn lại không khác gì trên smartphone hết. Ok, chúng ta vừa mới review tổng quan về Xbox
sản phẩm của công ty công nghệ Suga. Cảm ơn công ty công nghệ Suga đã cung cấp thiết bị cho tôi để thực hiện clip review này. Hẹn gặp lại các bạn trong clip review lần sau.